Thưa quý vị, thời gian qua khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng ngàn người đã tình nguyện góp sức vào cuộc chiến chống dịch. Tất cả đều không ngại khó khăn, nguy hiểm. Trong số này có những tình nguyện viên rất ít người biết đến, đang ngày đêm âm thầm hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Không chỉ đối diện với nguy cơ lây nhiễm vì phải tiếp xúc với các mẫu bệnh phẩm, các tình nguyện viên còn phải chạy đua với thời gian để cùng CDC tỉnh nhanh chóng có kết quả, giúp các địa phương khẩn trương truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Họ là ai? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua phóng sự sau. Khi có thông tin cần tình nguyện viên tham gia công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, em Cao Thị Tú Uyên, sinh viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, không mảy may lo lắng nguy hiểm mà đăng ký ngay. Cùng đoàn sinh viên tình nguyện của trường xuống Bà Rịa Vũng Tàu, Uyên cùng hai sinh viên khác được phân công hỗ trợ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Tiếp xúc trực tiếp với mẫu xét nghiệm, nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 luôn tiềm ẩn. Thế nên trong mọi khâu, Uyên đều hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ. Lúc đầu thì được điều động về đây thì tôi cũng lo lắng là sợ bản thân mình chưa đủ nhiều kinh nghiệm. Cho nên là sợ công việc mình được nhận thì mình sẽ làm có một xíu gì đó gọi là khó khăn. Nhưng mà được mấy anh chị ở CDC hỗ trợ và chỉ dạy tận tình thì tôi thấy công việc mình đã quen với cái việc mà mình đi làm như thế này rồi. Mọi người trong nhóm thì nỗ lực rất là nhiều, kiểu như là một ngày thì làm việc rất là nhiều giờ đồng hồ, thì mọi người cũng hỗ trợ với nhau để mà đưa ra những cái kết quả mà chính xác nhất, nhanh nhất và hiệu quả nhất để mà trả cái mẫu kết quả về cho địa phương ạ. Trong điều kiện thời tiết nóng bức như hiện nay, phải mặc áo bảo hộ kính bưng trong nhiều giờ, lại hạn chế tối đa ăn uống là điều hết sức khó khăn. Thế nhưng chị Lê Thị Phương Khanh, nhân viên Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu đang làm việc tại CDC tỉnh, vẫn kiên trì vượt qua. Làm việc tại đây đã gần một tháng, dẫu có hai con nhỏ không người thân chăm sóc, nhưng chị Lê Thị Phương Khanh không thể về nhà vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nói chung là tôi có hai đứa con nhỏ, một đứa 7 tuổi và đứa 10 tuổi. Nhưng mà đi như vậy á, thì là mình làm 24 tiếng. Mình không ở nhà với con, chồng thì đi xa, không có ai giữ hết á. Mới đầu là cho tụi nó ở nhà, mình nấu cơm sẵn cho tụi nó ăn, nhờ hàng xóm coi giùm. Nhưng mà độ khoảng một tuần thấy không ổn. Rồi phải nó nhớ mẹ, nó sợ ở nhà một mình. Rồi cuối cùng là phải gửi người ta. Rồi trong khi giãn cách á, thì mình gửi á, thì người ta không có cho đón về. Có nghĩa là một tháng nay ở một mình á, không có được đón con về. Gần một tháng nay, hơn 30 tình nguyện viên đã phần nào chia sẻ bớt áp lực cho nhân viên xét nghiệm CDC tỉnh. Đến từ nhiều nơi, nhiều ngành nghề, công việc khác nhau. Trong đó phần nhiều là sinh viên, học viên các trường cao đẳng, đại học, trung cấp trong và ngoài tỉnh. Nhưng ai cũng có điểm chung là nỗ lực hết sức mình để giúp CDC tỉnh nhanh cho ra kết quả xét nghiệm nhất. Thế nên mọi người chỉ ngơi nghỉ khi công việc trong ngày hoàn thành, mà khi đó có lúc đã là đêm khuya. Trong thời giai đoạn này thì các bạn sinh viên đã vừa học online và tụi em vừa học online vừa đi chống dịch. Những bạn nào mà có ca học thì sẽ đổi với những bạn không có ca học để công việc của mình được xuyên suốt hơn. Từ lúc đi thì cũng xa nhà mười mấy ngày rồi thì cũng có nhớ nhà. Nên cũng gọi điện về cho nhà. Còn với cái tinh thần đi thì vui vẻ hòa đồng với mọi người. Nên cũng đỡ được một số áp lực. Tôi biết được cái công việc này thì là qua do trang Facebook của tỉnh đoàn, bên tỉnh đoàn người ta đưa một cái link đăng ký. Thì tôi mới nhấp vào đăng ký, thì tại vì cũng muốn một cống hiến một phần tuổi trẻ của mình cho cái địa phương của mình trong việc phòng chống Covid này. Công việc ở đây thì nó là như là một cái tuyến đầu rất là nguy hiểm, nhưng mà mình được cống hiến mình rất là vui mà cũng không có nề hạ ở việc đó. Ngày đêm song pha cùng tuyến đầu chống dịch, các tình nguyện viên mong muốn đóng góp chút công sức để sớm đẩy lùi dịch bệnh, để họ cũng như những y bác sĩ tuyến đầu sớm được trở về bên gia đình, còn người dân sẽ được sống trong môi trường an toàn, không còn lo sợ.